Tối ngày 5 tháng 8, tại số 9 Lê Ngô Cát, thành phố Đà Nẵng, Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã phát hiện và bắt quả tang nhóm 4 thanh niên từ 21 đến 24 tuổi, trú trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê, có hành vi tụ tập tại nhà để sử dụng trái phép chất ma túy. 4 thanh niên gồm Võ Trần Đình Dương, Lê Trần Kha Vũ, Phạm Tiến Huân và Trần Nguyễn Trung Tín. Qua làm việc, cả 4 thanh niên thừa nhận do dịch bệnh bùng chán nên rủ nhau tụ tập đến nhà của Tín và mua ma túy về cùng nhau sử dụng, bất chấp lệnh cách ly toàn xã hội để phòng ngừa dịch bệnh. Được biết, số thanh niên này đều đang nằm trong diện quản lý của địa phương. Về việc sử dụng trái phép chất ma túy này tiếp tục tái phạm, qua thử test, 4 thanh niên đều dương tính với ma túy đá.